chào quý vị và các bạn, đây là chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay thứ bảy ngày 1 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Trong chuyên mục Tin sáng, tổ chức tư vấn cho các cặp vợ chồng hiếm muộn nhằm giúp các đối tượng này tìm hiểu các cải tiến mới trong điều trị nhằm tăng hiệu quả thụ tinh trong ống nghiệm. Câu chuyện về 106 cây bao báp quý hiếm tại Hà Nội. Đây là loại cây có sức sống mãnh liệt, gắn với nhiều câu chuyện huyền bí và được coi như một biểu tượng của châu Phi. Trong chuyên mục Câu chuyện buổi sáng, câu chuyện nhân ngày thế giới phòng chống AIDS mùng 1 tháng 12, nhiều trẻ em nhiễm HIV từ khi mới lọt lòng, nhưng với nghị lực sống kỳ diệu, chỉ sau một thời gian, các em có thể tự chiến thắng căn bệnh, trở thành người bình thường. Cùng đến với chuyên mục Cuộc sống bốn phương, hội nghị những người bạn của Syria lần thứ 5 tại Nhật Bản nhằm tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông. Một công ty ở Siberia, nước Nga vừa tung ra một túi dụng cụ sinh tồn dành cho những người lo sợ rằng ngày tận thế sẽ xảy đến vào hôm 21 tháng 12 tới. Hôm qua ngày 30 tháng 11, kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2012 đã chính thức khép lại. Dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép kéo dài thời gian xét tuyển thêm gần 2 tháng so với những năm trước, nhưng đã không cứu được các trường tuyển sinh ế ẩm. Nhiều ngành học ở hàng loạt trường đã phải đóng cửa do thiếu sinh viên, một hệ quả tất yếu của tình trạng mở trường, mở ngành thiếu kiểm soát. Đây có thể coi là một trong những thông tin nổi bật của ngày hôm qua. Ngày hôm qua 30 tháng 11 là thời hạn cuối cùng để các trường đại học cao đẳng nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Dù năm nay, thời gian xét tuyển kéo dài hơn các năm trước, nhưng các trường đại học cao đẳng, nhất là những trường đại học địa phương, đặc biệt là ở khu vực Tây Bắc, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, vẫn có nhiều ngành tuyển không ra người học. Ngay cả một số trường tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế cũng chỉ tuyển được bằng một nửa so với chỉ tiêu. Năm nay, một số những ngành các năm trước được cho là hấp dẫn như kinh tế, tài chính, công nghệ thông tin cũng khan hiếm thí sinh. Tuy nhiên, khó tuyển sinh nhất vẫn là một số ngành thuộc khối kỹ thuật. Với tình hình này, chắc chắn nhiều trường sẽ cho tạm dừng tuyển sinh hàng loạt ngành học vì thiếu nguồn tuyển. Ví dụ như Đại học Phạm Văn Đồng, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở Quảng Ngãi dự kiến đóng cửa 3 ngành học. Đại học Huế có khả năng đóng cửa một số ngành chỉ tuyển chưa được 10 thí sinh như công nghệ kỹ thuật môi trường, kỹ thuật điện, kỹ thuật bản đồ, hán nôm. Theo phân tích từ phía các trường, hai nguyên nhân chính khiến khó tuyển sinh là do điểm sàn năm nay chưa tính đúng, tính đủ và mức học phí còn cao. Trong tình hình kinh tế biến động như hiện nay, nhiều trường có mức học phí từ 30 đến hơn 100 triệu đồng một năm là quá cao nên nhiều thí sinh sẽ cân nhắc khi nộp hồ sơ xét tuyển. Trong khi đó, nhiều trường công lập có điểm chuẩn thấp nhưng mức học phí không quá cao nên thí sinh đổ xô vào các trường này. Tuy nhiên, đại diện một số trường đại học cao đẳng cũng coi đây là thời điểm để chọn lọc lại những ngành đặc thù và thế mạnh của trường, mạnh dạn ngừng tuyển sinh một số ngành học không phù hợp và khó tuyển trong những năm qua. Tiếp tục chương trình là chuyên mục điểm báo với các tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay. Và mở đầu chuyên mục điểm báo, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết được đăng tải trên trang 4 báo Tuổi Trẻ với tựa đề Động đất 4,1 độ Richter gần Nghệ An, Hà Tĩnh. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu cho biết, vào lúc 16:40:20 giờ Hà Nội, ngày 30 tháng 11, một trận động đất mạnh 4,1 độ Richter đã xảy ra gần biên giới Lào Việt, giáp hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Vị trí xảy ra trận động đất được xác định ở tọa độ 18,65 độ Vĩ Bắc, 104,81 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra trong khu vực địa phận Lào, gần biên giới Lào Việt. Theo đánh giá, động đất gây nên rung động trên cấp 4, theo thang MSK64 ở khu vực đứt gãy rào nậy. Đứt gãy rào nậy chạy theo hướng Tây Bắc Đông Nam, từ Lào về địa phận Hà Tĩnh, cách Vũng Áng 35 km về phía Tây Nam. Theo các chuyên gia về động đất, đứt gãy rào nậy có thể gây động đất cực đại 6 độ Richter. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2013 khoảng 5,5%, thông tin trên trang 4 báo Thanh niên số ra ngày hôm nay. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013 đã được Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ tư thông qua và được chính thức công bố vào ngày 30 tháng 11. Theo đó, mục tiêu tổng quát là việc tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối thoại
và đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường quốc phòng, an ninh và đảm bảo ổn định chính trị xã hội, tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 là tổng sản phẩm trong nước tức GDP tăng khoảng 5,5%, kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%. Lãi suất cho vay có thể giảm còn 10% là nhan đề của bài viết của tác giả Phạm Tuyên được đăng tải trên trang 15 báo Tiền Phong. Phát biểu tại Hội thảo Quốc tế Dự báo và Chính sách Kinh tế Vĩ mô Việt Nam, tư duy chiến lược của nhà quản trị 2013-2015 vào ngày 30 tháng 11, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn cho biết, lạm phát xuống thấp là cơ sở để tuần tới, Chính phủ họp bàn, cân nhắc khả năng chỉ đạo giảm lãi suất. Theo ông Muôn, doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, trong khi lãi suất cho vay trung bình từ 12 đến 15% là quá cao. Việc lãi suất còn cao, dù CPI đã giảm, có nguyên do nợ xấu tại các ngân hàng còn quá nhiều, tỷ lệ cao nên ngân hàng phải để dư địa khoảng 4% nhằm bù đắp vấn đề nợ xấu. Theo ông Muôn, trong bối cảnh lạm phát thấp như hiện nay, lãi suất huy động lý tưởng vào khoảng từ 7,5 đến 8%, cộng thêm 2,5 đến 3% chi phí, ngân hàng hoàn toàn có thể cho vay với lãi suất là 10%. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, doanh nghiệp không nên trông mong gì nhiều từ nguồn vốn ngân sách nhà nước mà phải tìm đến các nguồn vốn khác do thu chi ngân sách đang trong hoàn cảnh khó khăn. Chính phủ có họp bàn phải đưa lãi suất hạ xuống, CPI giảm thì lãi suất cũng phải giảm, lãi suất huy động xuống cỡ khoảng từ 7,5 đến 8% thì sẽ thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và mới có cơ hội để phục hồi. Trên trang 8 báo Tin tức, phóng viên Hải Yên phản ánh thị trường mua sắm cuối năm ảm đạm. Thông thường vào thời điểm này, thị trường hàng hóa phục vụ dịp Noel, Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu sôi động. Nhưng năm nay, hầu như doanh nghiệp nào cũng ngán ngẩm vì sức mua chậm, nhất là doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng thời trang, điện máy. Dạo qua các cửa hàng trung tâm mua sắm tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy phần lớn người đến xem nhiều hơn người mua. Hầu hết khách hàng có tâm lý là chờ đến cận Tết mới mua sắm. Tuy đặt nhiều kỳ vọng sức mua sẽ cải thiện vào những ngày giáp Tết, nhưng bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương cũng phải thừa nhận, trong bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp vẫn lo ngại hàng hóa tiêu thụ chậm trong thời điểm Tết. Để kích cầu và cải thiện sức mua sắm cuối năm, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đưa ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm. Trên trang 6 báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh có bài viết với nhan đề bò lửng chất lượng thủy điện tư nhân, đến năm 2017 sẽ không cho xây dựng thủy điện vừa và nhỏ nữa. Theo đó, các sự cố xảy ra tại thủy điện Đắc Rông 3 Quảng Trị và Đắc Mếch 3 tại Kon Tum trong hơn một tháng qua là tín hiệu cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ những thủy điện nhỏ. Đây là nhận định của ông Trần Viết Ngãi là Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam. Đáng nói, cả hai công trình này đều do tư nhân làm chủ đầu tư. Theo ông Ngãi, nguyên nhân gây vỡ tường đập hai thủy điện trên là do chất lượng thi công có vấn đề, các chủ đầu tư xem nhẹ quy trình thiết kế và giám sát đối với đầu tư xây dựng cơ bản. Xây dựng đập thủy điện mà dùng công nghệ đất trộn cát như ở Đắc Mếch 3 thì buồn cười quá. Không chỉ riêng Đắc Mếch 3, hiện chất lượng thi công nhiều công trình thủy điện tư nhân còn hạn chế. Đó là do mọi khâu từ thiết kế, thi công đến giám sát đều do chủ đầu tư quyết định. Để tránh những sự cố tương tự, ông Ngãi cho rằng địa phương cần nhờ các bộ ngành trung ương kiểm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế các dự án thủy điện tư nhân. Chẳng hạn như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra về đập, Bộ Công Thương giám sát quy trình an toàn thủy điện. Chính phủ và Bộ Công Thương đã nắm được thực trạng các dự án thủy điện vừa và nhỏ do tư nhân đầu tư trên cả nước. Do đó, theo kế hoạch đến năm 2017, chính phủ sẽ không cho xây dựng thủy điện vừa và nhỏ nữa. Trên trang 6 báo Nông thôn ngày nay, phóng viên Minh Nguyệt có bài viết hàng triệu bệnh nhân nghèo chờ được hỗ trợ. Viện phí tăng cao, bảo hiểm y tế chưa được phổ cập trong khi các chương trình hỗ trợ khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo theo quyết định 14 của chính phủ vẫn dậm chân tại chỗ. Điều này khiến hàng triệu bệnh nhân nghèo vẫn chưa được hưởng lợi. Bà Dương Minh Thu, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng, hiện nay thì đa phần các chương trình hỗ trợ bệnh nhân đều làm theo kiểu phong trào, mạnh ai nấy làm. Sau một thời gian ngắn thì hết quỹ, không thể hoạt động dài hơi. Trong khi đó, hầu hết bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo lại người có hoàn cảnh khó khăn nên rất nhiều gia đình không thể trụ lại được, đành phải bỏ điều trị giữa chừng. Chính phủ ban hành quyết định 14, trong đó mở rộng đối tượng được hỗ trợ khám chữa bệnh, các loại bệnh được hưởng hỗ trợ và quy định chi tiết mức hỗ trợ. Tuy nhiên, quyết định 14 ra đời được 8 tháng mà chưa tỉnh nào triển khai được quỹ này. Ông Phạm Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Hà Giang cho biết, cái khó nhất hiện nay chính là việc chưa xác định được nguồn cấp cho quỹ hoạt động. Trong khi đó, tỉnh cũng chưa có bất cứ một văn bản chỉ đạo nào về việc thực hiện.
Và không chỉ riêng gì Hà Giang, nhiều tỉnh khác như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, việc triển khai thực hiện quyết định 14 vẫn dậm chân tại chỗ. Vì thế, nhiều bệnh nhân nghèo, bệnh nặng, không có tiền để chi trả, còn chỉ còn cách là hy vọng, chờ đợi hoặc là quay về quê để chờ chết. So với trước đây thì học sinh ngày nay có điều kiện học hành tốt hơn từ việc được cha mẹ đầu tư mua sắm máy tính, công cụ học tập cho đến việc đưa đón khi đi học và không phải làm việc nhà để dành tất cả cho việc học hành. Thế nhưng cũng vì thế đã làm nảy sinh nhiều vấn đề tâm lý tiêu cực cho học sinh và phản ánh về vấn đề này. Tác giả Lâm Vũ có bài viết với nhan đề Thực trạng đáng báo động. Đây là bài viết được đăng tải trên trang 5 báo Hà Nội mới. Theo đó, thì kết quả cuộc điều tra tìm hiểu ảnh hưởng của Internet đối với học sinh sinh viên Việt Nam hiện nay, trên 647 học sinh do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức, cho thấy nhiều điều bất ngờ. Số sử dụng Internet để gửi và nhận thư điện tử là 87,8%, tán gẫu là 80,7%, số người sử dụng Internet để tìm kiếm những thông tin liên quan đến công việc chỉ chiếm 1,4%. Bên cạnh đó, học sinh vào mạng để tìm các thông tin về sách cũng ngày càng nhiều. Cùng với Internet, trò chơi trực tuyến du nhập vào Việt Nam khoảng gần chục năm nay. Tới thời điểm này, số lượng người chơi game đã tăng lên chóng mặt. Nếu năm 2008, Việt Nam chỉ có khoảng 1,5 triệu người chơi game, thì đến năm 2011 có 11 triệu người chơi. Nhiều game thủ từ chỗ thích chơi game trở thành chơi game chuyên nghiệp, kiếm sống bằng game và cá độ ăn tiền. Phiêu lưu trong thế giới ảo của game một cách quá đà, nhiều trẻ vị thành niên đã bị cuốn đi tự biến thành những con nghiện. Và hiện nay thì trong giới học sinh, sinh viên đang lan truyền một hình thức mới của việc lạm dụng chất gây nghiện, trào lưu hút pin, còn gọi là hút thuốc lào Canada, đang được lan rộng tại một số địa phương, đặc biệt là ở Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng trên, theo tiến sĩ Đỗ Hạnh Nga, cần triển khai công tác tuyên truyền tới từng gia đình, cụm dân cư, trường học để mọi người thấy rõ hình thức, tác hại và hậu quả pháp lý của việc lạm dụng chất gây nghiện, nghiện game, sách của thanh thiếu niên. Tách thửa đất ở tối thiểu phải 25m², phản ánh của phóng viên Cẩm Tú trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 11, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có tờ trình Ủy ban Nhân dân thành phố về việc sửa đổi bổ sung quyết định 19/2000 về hạn mức tối thiểu khi tách thửa đất. Trong dự thảo lần cuối cùng quyết định sửa đổi bổ sung quyết định 19, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Sở Tư pháp thống nhất bổ sung một điều khoản về trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân quận huyện. Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận huyện phải thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn, tránh việc phân lô tách thửa không đúng quy hoạch hoặc không đảm bảo về cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Dự thảo cũng quy định cụ thể về trường hợp giải quyết cho tách thửa dưới hạn mức tối thiểu. Theo đó, thì hộ gia đình cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc khi thừa kế, hòa giải tranh chấp có nhu cầu tách thửa sẽ được Ủy ban Nhân dân quận, huyện xem xét giải quyết, căn cứ vào quy hoạch hạ tầng kỹ thuật điều kiện hợp khối. Tuy nhiên, diện tích của các thửa đất này không được nhỏ hơn 25m² đối với đất ở và 300m² đối với đất nông nghiệp. Quy định 19 không giới hạn diện tích nhỏ nhất được phép chia tách. Bất cập trong việc bình xét hộ nghèo tại Hà Nội, nhà 2 tầng thu nhập 10 triệu đồng một tháng vẫn nghèo. Đây là nhan đề của bài viết được đăng tải trên trang 6 báo Nông thôn ngày nay. Bài viết cho hay, theo tiêu chí mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với khu vực ngoại thành, thu nhập bình quân mỗi nhân khẩu dưới 550.000 đồng một tháng là hộ nghèo, từ 551.000 đến 750.000 đồng một tháng một khẩu là cận nghèo. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân tại thôn Ngoại Độ, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, tại thôn này có trường hợp thực sự nghèo khổ thì không được bình xét, nhưng nhiều trường hợp có lương hưu, thu nhập cao, nhà cửa khang trang thì lại là hộ nghèo và hộ cận nghèo. Và một người dân xin được giấu tên cho biết, thôn Ngoại Độ có mấy dòng họ thì họ dư chiếm phần nhiều. Mỗi khi có họp hành hay bình xét gì, dòng họ này bao giờ cũng thắng. Vì thế mới xảy ra chuyện mấy ông cán bộ xã đương nhiệm và cán bộ huyện về hưu là người họ dư được vào diện hộ nghèo và hộ cận nghèo. Trao đổi với phóng viên của báo Nông thôn ngày nay, ông Đặng Trung Nhất, bí thư đảng ủy xã nói, việc bình xét hộ nghèo cận nghèo ở xã Đội Bình được tuân thủ nghiêm theo quy định của thành phố. Việc bình xét ở thôn Ngoại Độ có nhiều bất cập, trách nhiệm thuộc về trưởng thôn. Và sang năm 2013 thì chúng tôi đã chỉ đạo rà soát lại và những hộ không đủ tiêu chuẩn đã bị dạ gạt ra khỏi danh sách. Trên trang 16, báo Thanh Niên, phóng viên Quang Tuyến có bài viết Bóng đá Việt Nam suy kiệt. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã không thể vượt qua vòng đấu bảng AFF Cup 2012. Thất bại này không chỉ của thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng mà là của cả nền bóng đá Việt Nam. Trước ngày đội tuyển lên đường dự AFF Cup, dù VFF và những người trong cuộc luôn miệng nói rằng chỉ tiêu của đội nhà là lọt vào trận chung kết, nhưng những người hâm mộ thì không mấy ai tin vì nhiều diễn biến trước đó đã sớm dự báo một kết cục không sáng sủa. Và thực tế xảy ra đúng như những gì dư luận đã nhìn thấy. Một số người phê phán huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, kể cả những vị từng giới thiệu ông, đó là sự không công bằng.
ông Hùng có lỗi vì ông không thể hiện được cá tính trong lối chơi của đội tuyển. Nhưng lỗi lớn hơn chính là VFF khi đã không kiên quyết tìm huấn luyện viên nội không kiêm nhiệm mà để ông Hùng vừa làm ở Hà Nội TNT vừa nắm đội tuyển. Điều đó đã đẩy ông Hùng vào sự thiếu khách quan khi tuyển chọn lực lượng, sự thiếu linh hoạt khi chưa toàn tâm toàn ý cho cả đội tuyển, kể cả khi không có đối tượng tập huấn đúng nghĩa suốt 20 ngày sau trận thắng Malaysia. Yếu kém của bóng đá Việt Nam còn do bộ máy của VFF không có những con người thực sự có tầm chiến lược hoạch định ra những kế hoạch dài hơi mà chỉ đa phần là ăn sổi ở thi. Đơn cử việc cử trường đoàn đội tuyển, thường các nước khác đó là một chính khách, một nhà tài phiệt hoặc một ông bầu có số má để luôn có sự động viên kịp thời. Còn chúng ta thì cứ hay cử quan chức đi cho có tụ. Việc ông Ngô Lê Bằng nhận vai trò trưởng đoàn là không nên và cũng không cần thiết. Tổng thư ký phải làm những việc lớn hơn, đối ngoại tốt hơn, chứ không phải là đi lượm từng cọng rác, nhặt từng trái banh trên sân tập. Có lẽ đấu trường sắc đẹp thế giới duy nhất mà nhan sắc Việt có thể dạng danh là cuộc thi Hoa hậu dành cho những người phụ nữ đã có gia đình. Dù là cuộc thi sắc đẹp dành cho các Miss hay Mr, thì cuối cùng những nhan sắc Việt cũng đều rơi vào tình trạng khi đi rầm rộ, khi về trắng tay. Và đây là thông tin được đăng tải trên trang 10 báo tin tức. Đầu tháng 12 năm 2012, Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2012 là Diễm Hương sẽ lên đường sang Las Vegas của Mỹ để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2012 với tư cách là đại diện của Việt Nam. Những thông tin về Diễm Hương trong những ngày qua thật sự làm tan nước lòng. Cô đã từng xuất sắc vượt qua 39 người đẹp để giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2010 và cô cũng đang nỗ lực trau dồi kiến thức với mục tiêu mang đến cuộc thi một đại diện Việt Nam sánh ngang cùng các quốc gia khác. Và người đẹp Lan Khuê hiện nay cũng đang là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Model diễn ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Đêm nay, ngày 1 tháng 12 sẽ là đêm chung kết đăng quang của cuộc thi. Đã hơn nửa tháng tham dự cuộc thi, bắt đầu từ ngày 14 tháng 11, Lan Khuê đã luôn tham gia nhiệt tình vào các hoạt động của cuộc thi, đã đầy quyết tâm và khát khao tỏa sáng. Nhưng cho đến thời điểm này thì cô chưa từng lọt vào một giải thưởng nào của cuộc thi. Có rất nhiều lý do nữa khiến cho các nhan sắc Việt chưa thể tỏa sáng như sự thiếu sắc sảo, khả năng ứng xử, có lẽ trách các người đẹp 5 phần thì 5 phần còn lại cũng phải trách các nhà tổ chức, các đơn vị chịu trách nhiệm đưa người đẹp đi dự thi khi đã không có một kế hoạch mà thường là ăn xổi rồi tung hô quá mức khiến cho những người đẹp thường rơi vào cảnh khi đi gõ trống khua chiêng, khi về thì lặng lẽ thậm chí là chẳng ai đoái hoài tới. Chuyên mục Góc đá xây Trường Sa của báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay đăng tải bài viết Gửi xuân sớm đến biển đảo. Sáng 30 tháng 11 tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, DVD Biển đảo quê hương đã chính thức được ra mắt công chúng. Như phát súng mở màn cho ngày hội mùa xuân biển đảo 2012, hứa hẹn nhiều bất ngờ sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12. Sau nhiều ngày tập hợp, các anh chị nghệ sĩ thu âm, ghi hình, chỉnh sửa, dàn dựng. Sản phẩm có trên tay là một DVD xanh mướt màu biển với dòng chữ nổi bật Biển đảo quê hương với sự tham gia của hơn 260 văn nghệ sĩ. 5.000 DVD Biển đảo quê hương đã được in ra, trong đó có 4.000 DVD được phát hành kể từ ngày hôm nay với giá là 50.000 đồng một DVD. Số tiền không nhiều nhưng tình cảm lại là thứ không thể đong đếm hết được. Mua DVD không chỉ góp thêm những viên đá để xây dựng Trường Sa, mà Tết này mỗi gia đình sẽ có thêm một món ăn tinh thần đầy tình cảm. Tiếp tục chương trình là các tin tức trong nước đáng chú ý khác. Từ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 12, nhiều văn bản chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Trong đó có các chính sách đáng chú ý như nâng mức bồi dưỡng cho người lao động trong các lĩnh vực đặc thù, hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hay bổ sung quy định về tuổi đời hưởng lương hưu. Theo quyết định 43 của Thủ tướng Chính phủ, sẽ tăng chế độ tiền ăn cho những lao động làm việc trong một số lĩnh vực đặc thù như công nhân khai thác khoáng sản trong hầm lò, thuyền viên tàu đánh bắt thủy sản, công nhân nhân viên làm việc tại các trạm đèn biển thuộc quần đảo Trường Sa. Mức tiền ăn sẽ được điều chỉnh từ thấp nhất 32.000 đồng trên một ngày và cao nhất 110.000 đồng trên một ngày hiện nay lên thấp nhất 77.000 đồng trên một ngày và cao nhất là 232.000 đồng trên một ngày. Còn theo quyết định 42 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ về đào tạo, các loại hình bảo hiểm, định mức lao động, tiền thuê đất. Trong khi đó, thông tư 23 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định, thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người có đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính từ ngày 1 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Ngoài ra, còn nhiều chính sách khác cũng bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12 này, gồm điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh cho một số đối tượng, công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão hàng năm, thành lập quỹ phòng chống tội phạm.
Chính phủ sẽ cho phép học trực tuyến từ trung ương đến một số quận huyện, xã phường trọng điểm trong thời gian tới. Đó là nội dung quan trọng trong dự thảo quyết định của Thủ tướng phê duyệt đề án tổ chức họp trực tuyến từ trung ương đến cấp xã phường do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng. Đề án này sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn nhằm tiết kiệm chi phí hội họp, truyền tải thông tin nhanh chóng, thuận tiện. Theo đó, trong giai đoạn 1, 2012-2013 sẽ củng cố hệ thống hội nghị truyền hình đang phục vụ chính phủ, kết hợp với các thiết bị hội nghị truyền hình của mạng thông tin chuyên dùng, phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai để tổ chức họp trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố và mở rộng phạm vi họp trực tuyến từ trung ương tới một số quận, huyện, xã, phường trọng điểm. Giai đoạn 2 2013-2015, những địa phương chưa triển khai, căn cứ vào nhu cầu và hiệu quả đầu tư, sẽ chủ động xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình từ tỉnh, thành phố đến cấp huyện trong năm 2013, đến một số xã trọng điểm trong năm 2015 để đáp ứng nhu cầu họp trực tuyến nội bộ của các địa phương. Giai đoạn 3 sau năm 2015 sẽ nâng cấp và hoàn thiện hệ thống hội nghị truyền hình của chính phủ, cho phép họp trực tuyến 2 chiều tới cấp huyện. Theo đánh giá của Ban Thư ký của Công ước 2003 về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của tỉnh Phú Thọ đã được chuẩn bị rất tốt và đang nằm trong số 18 di sản được khuyến nghị công nhận tại cuộc họp Ủy ban Liên Chính phủ của Công ước 2003 về di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO tổ chức từ ngày 3 cho đến ngày 7 tháng 12 sắp tới ở Paris của Pháp. Xuất phát từ ý thức thờ cúng tổ tiên của người Việt, tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đã có từ nhiều đời nay, tạo nên hệ ý thức Việt Nam về biểu tượng cội nguồn, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. UNESCO đánh giá cao công tác bảo tồn di sản của Việt Nam trong những năm qua. Bên cạnh đó, Việt Nam là một hình mẫu cho thấy không phải cứ quốc gia giàu có thể đưa ra được những biện pháp bảo tồn tốt nhất. Điểm đáng chú ý ở đây là Việt Nam đã gắn kết việc bảo tồn di sản văn hóa với sự phát triển bền vững của đất nước, phát triển văn hóa và kinh tế xã hội. Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 6 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, gồm có Hát Xoan Phú Thọ, Hội Đền Gióng, Ca Trù, Quan Họ Bắc Ninh, Nhã Nhạc Cung Đình Huế và Không Gian Văn Hóa Cổng Chiêng Tây Nguyên. Theo công bố mới nhất của Tổng cục Thống kê, chỉ trong 11 tháng của năm 2012, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã lập kỷ lục mới, vượt qua kỷ lục của cả năm 2011. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 11 tháng vừa qua đã tăng 11,4%. Nếu trong tháng 12 tới, lượng khách quốc tế đến Việt Nam cũng đạt được như tháng 11 là 656.000 lượt người, thì cả năm nay sẽ đạt xấp xỉ là 6,7 triệu lượt người, vượt xa kỷ lục cũ. Số lượng du khách đến Việt Nam được sắp xếp theo mục đích lần lượt là khách đến du lịch, nghỉ dưỡng, khách đến vì mục đích công việc, người về thăm thân nhân và các mục đích khác. Nguyên nhân quan trọng để có kết quả tốt là do việc đầu tư khắc phục những hạn chế bất cập đã được đẩy mạnh hơn. Cũng nằm trong hoạt động quảng bá du lịch, nhân dịp kỷ niệm 13 năm ngày đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới vào ngày 4 tháng 12 năm 1999, 4 tháng 12 năm 2012. Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An vừa thông báo sẽ miễn phí vé tham quan phố cổ cho tất cả du khách trong và ngoài nước. Theo đó, ngoài các điểm tham quan tự do, 21 di tích có bán vé ngày thường sẽ được miễn phí trong ngày 4 tháng 12, gồm Chùa Cầu, Đỉnh Cẩm Phô, Tụy Tiên, Đường Minh Hương, Miếu Quan Công, các bảo tàng lịch sử văn hóa gốm xứ Mậu Dịch, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa dân gian cùng nhiều di tích khác. Hiện giá vé tham quan phố cổ Hội An là 60.000 đồng một vé cho 3 công trình văn hóa đối với khách Việt Nam và 120.000 đồng một vé cho 6 công trình văn hóa đối với khách nước ngoài. Theo kế hoạch, trong dịp kỷ niệm năm nay, thành phố Hội An sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật trong phố cổ, thả hoa đăng trên sông Hoài, gặp mặt chủ di tích bàn về công tác quản lý bảo tồn. Trên 9.000 tỷ đồng là tổng số vốn đầu tư vào tỉnh Ninh Bình được đăng ký tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình 2012 diễn ra vào ngày hôm qua. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 7 dự án của 6 nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng số vốn trên 9.000 tỷ đồng. Trong số đó có 3 dự án trong lĩnh vực du lịch với tổng số vốn hơn 4.200 tỷ đồng. Lớn nhất là dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Kênh Gà 2 với tổng giá trị 3.016 tỷ đồng của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thống Nhất. Cũng tại hội nghị, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Nam Phi đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư vào Ninh Bình. Trong các dự án được xúc tiến, lĩnh vực du lịch chiếm tỷ trọng lớn.
Theo bảng xếp hạng công bố mới nhất của Viện SEI Mago, một tổ chức của Tây Ban Nha có uy tín trên thế giới chuyên về xếp hạng và đánh giá khoa học, thì vị trí của các viện nghiên cứu trường đại học của Việt Nam tiếp tục tụt hạng so với năm 2011. Trong số gần 3.300 viện trường được đánh giá xếp hạng, Việt Nam có 4 đơn vị gồm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo đó, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được đánh giá là cơ sở khoa học số 1 Việt Nam, nhưng chỉ đứng thứ 2058 trên 3.290, thấp hơn đáng kể so với hạng 1.967 của năm 2011. Số công trình khoa học công bố quốc tế giai đoạn 2006-2010 có 4 đơn vị này đều còn rất khiêm tốn so với một số trường trong khu vực như Đại học Chulalongkorn, Đại học Mahidol của Thái Lan và Đại học Malaya của Malaysia. Hiện nay nước ta còn khoảng 10 triệu hộ nông dân thường xuyên sử dụng các loại chế phẩm nông nghiệp như là củi, rơm, dạ để đun nấu hàng ngày bằng loại bếp đun truyền thống. Lượng khói thải ra khi sử dụng bếp truyền thống là rất lớn, gây ô nhiễm môi trường. Để khắc phục những điểm này, vừa qua Trung tâm Dân số Môi trường và Phát triển trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đã cải tiến thành công bếp đun 2-1. Ngoài chức năng đun nấu thông thường, chiếc bếp còn tạo ra nguồn than sinh học phục vụ cho nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường. Là chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực phát triển nông thôn, ông Đỗ Đức Khôi, Giám đốc Trung tâm Dân số, Môi trường và Phát triển thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam luôn chăn trở làm thế nào để bảo vệ môi trường nông thôn. Những năm qua, việc tái sử dụng phế phẩm nông nghiệp chưa được nhiều bà con nông dân chú trọng. Đầu năm 2012, ông Khôi đã cải tiến thành công chiếc bếp mang nhãn hiệu DK với chức năng vừa đun nấu vừa tạo ra than sinh học phục vụ cho nông nghiệp. Bếp này là tận dụng được tất cả các cái vật liệu, các cái chất đốt mà nông dân thường có, từ phoi bào, vỏ lạc, lõi ngô, cành tre, củi và sọ dừa, và tất cả các loại chất đốt mà nông dân hiện có dễ kiếm và thì đấy đều sử dụng được cho cái loại bếp này. Bếp đun cải tiến có cấu tạo gồm hai buồng, buồng đốt trực tiếp, buồng tạo than sinh học. Buồng đốt trực tiếp được chế tạo bằng thép và sơn chịu nhiệt, đảm bảo chịu được nhiệt độ hơn 1.000 độ C. Buồng tạo than sinh học là khoảng trống giữa lõi thép và hình trụ thép thứ hai. Khoảng trống này có chiều rộng 6 cm. Thể tích buồng tạo than sinh học đối với bếp cải tiến là 6-7 lít và chứa được khoảng 0,8 kg chấu. Cái buồng đốt trực tiếp sẽ hỗ trợ cho cái quá trình khí hóa, và ngược lại thì khí hóa khi mà tạo ra cái khí cháy được ấy, thì lại là cùng với cái buồng đốt trực tiếp và cháy luôn. Theo Trung tâm Dân số, Môi trường và Phát triển, với bếp đun cải tiến, lượng khói bụi đã giảm 50% so với bếp đun truyền thống. Đặc biệt, hàm lượng khí độc gây hiệu ứng nhà kính thấp hơn 50% so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Một ưu điểm đáng chú ý của loại bếp đun cải tiến này là tạo ra than sinh học. Với 1 kg đến 1,3 kg các chất đốt như củi vụn, mẩu tre, chấu, lõi ngô sẽ thu được từ 0,4 đến 0,5 kg than sinh học. Than sinh học dùng để ủ với phân chuồng làm phân nhanh hoại mục, không còn mùi hôi thối và giữ chất dinh dưỡng để bón cho cây trồng. Thì với cái sản phẩm than này nó có một cái khoảng hổng độ xốp nhất định, và khi mà bón vào đất ý, thì cái than thực chất nó sẽ làm cái giá thể để cho nước có thể giữ lại trong than, giải phóng cung cấp dần dần cho cây trồng. Thứ hai nữa là khi mà mình bón phân vào trong đất ý, thì cái sản phẩm phân bón đó sẽ tan và được hấp thụ ở trên bề mặt của than ấy, thì được giải phóng dần dần để cây trồng có thể sử dụng được cái phân bón đó mà không bị lãng phí, tức là bị xói mòn rửa trôi để trôi mất cái phân bón mà bà con bón vào ruộng. Hiện nay bếp đun cải tiến 2-1 đã được sử dụng rộng rãi tại một số huyện miền núi như huyện Định Hóa, Thái Nguyên, huyện Bá Thước thuộc tỉnh Thanh Hóa. Với những ưu điểm trên, chiếc bếp 2-1 đã góp phần không nhỏ cho việc bảo vệ môi trường ở các vùng nông thôn. Với mong muốn giúp các cặp vợ chồng đang mong con được tìm hiểu các cải tiến mới trong điều trị nhằm tăng hiệu quả thụ tinh trong ống nghiệm, Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các bác sĩ nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam tổ chức chương trình tư vấn miễn phí những điều cần biết khi mong con lần thứ tư vào ngày 8 tháng 12 năm 2012 tại khách sạn Victory, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại đây, các cặp vợ chồng đang mong muốn có con sẽ được tìm hiểu các cải tiến mới trong điều trị nhằm tăng hiệu quả thụ tinh trong ống nghiệm. Vì sao chuyển phôi lại gặp thất bại nhiều lần qua phần tư vấn của Thạc sĩ Vương Thị Ngọc Lan, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Thạc sĩ Đặng Quang Vinh, Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Sức khỏe sinh sản khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nước ta, tình trạng hiếm muộn đang ngày càng gia tăng. Theo thống kê, có tới 8% các cặp vợ chồng bị vô sinh. Đáng lo ngại, tình trạng vô sinh đang ngày càng trẻ hóa. Khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh có độ tuổi dưới 30. Cây bao báp vẫn được biết đến là một loài cây khổng lồ thường sống ở những vùng đất khô hạn ở châu Phi. Loài cây này có sức sống mãnh liệt, gắn bó với nhiều câu chuyện huyền bí và được coi như một biểu tượng của lục địa đen. Đây cũng là một trong 10 loài cây quý hiếm trên thế giới đang bị suy giảm, cần được bảo vệ. Cây bao báp vốn rất kén đất và khí hậu nên dù nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, muốn trồng và nhân giống mà không được. Thế nhưng mới đây, một người nông dân ở Hà Nội đã ươm mầm và chăm sóc thành công 106 cây bao báp quý hiếm. Thôn Thạch Bích, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội bây giờ, ai cũng nói về cây bao báp đang được chăm sóc tại nhà ông Nguyễn Văn Ngọc. Ở khoảng sân rộng chừng 20m2, là 106 cây bao báp vốn chỉ được biết đến ở vùng đất sa mạc khô cằn. Dù chưa cao lớn như những cây trưởng thành, nhưng sự phát triển của loài cây này khiến rất nhiều người bất ngờ. Cũng chết mất một số cây. Nói với cả là cái cây này thì thực ra nó là mới lạ. Chúng ta chưa coi như là trồng nó bao giờ, vì vậy là cũng không dám bón vào cái gì cả. Đấy, thế cho nên là chỉ sợ nó chết mất. Thế cho nên là cứ tưới nước không để cho nó tự nó sinh trưởng như này thôi. Cho nên là bây giờ tôi mới cảm thấy là cái loài cây này là nó rất mạnh liệt. Trong một chuyến đi chơi ở Thừa Thiên Huế, choáng ngợp trước sự to lớn và vẻ đẹp của loài cây bao báp, ông Ngọc cùng hai người bạn đã mang 4 quả về trồng thử nghiệm. 3 trên 4 quả bị chết, quả còn lại bỗng dưng tách vỏ và nảy mầm trong sự sung sướng của mọi người. 200 cây nhỏ cuốn chặt vào với nhau bên trong quả đã được ông Ngọc tách cẩn thận. Sau khi ghép vào từng túi ni lông thì số còn sống 106 cây và phát triển rất nhanh. Chỉ sau khoảng 5 tháng, nhiều cây đã cao trên 2 mét. Nhiều người dân biết tin cây quý hiếm đã tìm đến mua, nhưng ông Ngọc và hai người bạn lại lựa chọn cách khác. Nguyện vọng của chúng tôi là muốn là gì? Là sẽ trao tặng cho một số tỉnh thành và trồng ở những địa điểm vị trí mà nó tương xứng với trị giá của cây này. Cái thứ nhất là để quảng bá cái giống cây này ở đất nước Việt Nam. Cái thứ hai để tạo lên cái môi trường xanh cho Việt Nam. Cái thứ ba là để bảo tồn cái giống gen quý hiếm của cây này ở tại đất nước Việt Nam. Dù chưa biết bao giờ những cây bao báp này mới được như những cây trưởng thành ở châu Phi, nhưng việc ươm mầm và gieo trồng được 106 cây quý hiếm cũng là một sự thành công lớn. Tại bất cứ đâu trên mảnh đất châu Phi, những cây bao báp với những tấm thân chắc nịch vươn thẳng lên bầu trời. Loài cây này có thể cao tới 30 mét, thậm chí là 50 mét và sống đến hàng trăm tuổi. Chúng được chú ý vì có khả năng lưu trữ nước bên trong lên tới 120.000 lít nước để đảm bảo tồn tại trong các điều kiện khô cằn tại vùng sa mạc. Cây bao báp đã xuất hiện trong rất nhiều câu chuyện, những truyền thuyết và trở thành biểu tượng phát triển của lục địa đen đầy nắng gió. Tiếp theo chương trình cùng đến với câu chuyện buổi sáng nhân ngày Thế giới phòng chống AIDS mùng 1 tháng 12. Nhiều trẻ em nhiễm HIV từ khi mới lọt lòng, nhưng với nghị lực sống kỳ diệu, chỉ sau một thời gian, các em có thể tự chiến thắng căn bệnh, trở thành người bình thường. Trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương, một công ty ở Siberia, nước Nga vừa tung ra một túi dụng cụ sinh tồn dành cho những người lo sợ rằng ngày tận thế sẽ xảy đến vào hôm 21 tháng 12 tới. Một doanh nhân giấu tên đóng vai ông già Noel đi tặng tiền cho các nạn nhân siêu bão Sandy tại Mỹ khiến nhiều người cảm kích. Quý vị và các bạn, năm 2008, Liên Hợp Quốc đã quyết định chọn ngày 1 tháng 12 hàng năm là Ngày Thế giới phòng chống AIDS nhằm tăng cường sự nhận thức của cả nhân loại về căn bệnh nguy hiểm này. Năm nay, chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS đã chọn chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS là hướng tới không còn người nhiễm mới HIV. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đánh dấu Ngày Thế giới phòng chống căn bệnh thế kỷ năm nay với tuyên bố về lộ trình hướng tới một thế hệ không nhiễm HIV/AIDS.
Phát biểu tại thủ đô Washington ngày 29 tháng 11, bà kêu gọi các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ cũng như chính phủ các nước cùng phối hợp hành động để phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có. Với bản kế hoạch chi tiết này, tôi tin tưởng chắc chắn rằng chúng tôi đã đặt ra một lộ trình mà tất cả mọi người đều mong muốn trong cuộc chiến chống lại căn bệnh thế kỷ. Tôi cũng kêu gọi chính phủ các nước tiếp tục phát triển lộ trình của riêng mình với mục tiêu vì một thế hệ không nhiễm HIV/AIDS. HIV/AIDS từ lâu đã không còn là mối đe dọa đối với một quốc gia hay một vùng lãnh thổ. Nó là mối nguy hiểm mang tên toàn cầu. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng 34 triệu người trên toàn thế giới đang sống chung với căn bệnh thế kỷ. Và chắc chắn, đó không chỉ là cuộc chiến đơn độc của các nước nghèo và đang phát triển. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu AIDS Liên bang Nga ngày 29 tháng 11, đại dịch AIDS đã trở thành một mối đe dọa hiện hữu đối với nước Nga. Trung bình mỗi ngày có khoảng 200 ca nhiễm HIV mới tại Nga. Giả sử đó là 200 ca nhiễm tiêu chảy tại một trại hè thiếu nhi, các chuyên gia dịch tễ hàng đầu của các nước sẽ ngay lập tức có mặt để tìm ra giải pháp chữa trị. Tuy nhiên, những gì chúng ta chứng kiến đối với căn bệnh thế kỷ, đáng buồn thay, lại là một thái độ bàng quan. Hãng tin Reuters dẫn báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc cho biết, số người nhiễm HIV tại khu vực Đông Âu và Trung Á đã tăng gấp 3 lần trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2009. Trong đó, số ca nhiễm bệnh do quan hệ tình dục tăng gần 150% trong vòng 10 năm qua. Mặc dù vậy, số tiền tài trợ cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS đã giảm từ 16 tỷ đô la Mỹ năm 2009 xuống còn 15 tỷ đô la Mỹ năm 2010, thấp hơn nhiều mức cần thiết để cho một chiến dịch phòng chống HIV/AIDS trên toàn cầu. Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy của đại dịch HIV/AIDS, trong đó phụ nữ là đối tượng dễ bị lây nhiễm hơn nam giới. Nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người, có hơn 60% người nhiễm HIV là đàn ông. Đây là kết quả khảo sát mới nhất của Viện Pasteur TP.HCM. Kết quả khảo sát cho thấy, trong gần 200.000 người mắc HIV/AIDS còn sống và tử vong tại các tỉnh phía Nam và TP.HCM, có đến 63,5% là nam giới. Trong số đó có cả người đồng tính nam, nhóm tuổi từ 20 đến 39 chiếm tới 80%. Trong các nguyên nhân gây bệnh, quan hệ tình dục chiếm hơn nửa số ca mắc. Một điểm mới được ghi nhận là số ca nhiễm HIV do quan hệ đồng giới không an toàn đang tăng lên. Theo Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM, hầu hết những ca mắc mới có liên quan đến việc quan hệ tình dục không an toàn. Nhiều gia đình chồng mắc bệnh rồi lây cho vợ. Một người phụ nữ mắc bệnh có thể lây cho nhiều người đàn ông khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay có một sự thật khách quan cần phải nhìn nhận, đó là người mang virus HIV, bệnh nhân AIDS đã và đang bị phân biệt đối xử một cách bất thường hơn nhiều so với những bệnh nhân mắc các căn bệnh truyền nhiễm khác. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng trong đó chắc chắn là có một phần lỗi do truyền thông. Vâng, và chúng ta không thể phủ nhận trong những năm qua, truyền thông đóng một vai trò hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền về HIV/AIDS ở nước ta, giúp người dân hiểu biết rõ hơn về con đường lây truyền và cách phòng tránh. Đặc biệt, truyền thông đã giúp hàng trăm người có HIV/AIDS vượt qua mặc cảm, đứng lên làm lại cuộc đời. Tuy nhiên là truyền thông về HIV/AIDS chưa thực sự đủ độ sâu, đặc biệt là đạt được một trong những mục tiêu chính yếu là làm thay đổi hành vi cũng như động viên cộng đồng cùng tham gia tích cực vào việc phòng chống HIV/AIDS thì có lẽ là truyền thông chưa thực sự làm tốt. Trước đây, phần lớn các chương trình truyền thông về HIV/AIDS thường là nhấn mạnh vào những hình ảnh ghê sợ và có tính chất là hù dọa. Cách làm này giúp cho người dân cảnh giác với HIV và nhận biết được sự nguy hiểm của nó, nhưng lại khiến cho mọi người né tránh người có HIV với một tâm lý là ghê sợ. Vâng, và trong một nỗ lực nhỏ nhoi để truyền tải thông điệp, HIV không đồng nghĩa với cái chết. Những người thực hiện câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện về sự kỳ diệu của sự sống qua cuộc gặp gỡ với những trẻ em nhiễm HIV ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Người ta thường nói rằng, ở đây, Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 là nhà ga hạnh phúc của những đứa trẻ có HIV trước khi các em lên chuyến tàu sang đến bến bờ hạnh phúc ở cõi Vĩnh Hằng. Sự thực thì không hẳn như vậy. Khi lọt lòng, các em đều giống nhau, có HIV trong người. Đây là bé Quỳnh Hoa và đây là bé Đăng An. 18 tháng tuổi, sau xét nghiệm kiểm tra ELISA, cả hai em đều là người khỏe mạnh, không còn virus HIV trong người. Các xét nghiệm đều được tiến hành ở các cơ sở y tế đầu ngành. Kết luận về tình trạng không nhiễm HIV của hai em chỉ được đưa ra khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của ngành y tế.
Đây là hoàn cảnh xuất thân của bé trai Đăng An. Cha mẹ em, người đã không còn trên cõi đời này nữa, người cũng vì cùng cực mà bỏ em. Thân nhân của em, họ cũng đã biết em hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng em vẫn ở đây. Bé Quỳnh Hoa cũng vậy, trung tâm là người khai sinh cho em khi mới 3 ngày tuổi. Chân bé còn bị dị tật. Những tưởng cuộc đời của hai bé còn hơn cả bất hạnh, nhưng cuộc sống vốn là điều kỳ diệu. Bản chất của xét nghiệm HIV hiện nay là gián tiếp, tức là tìm kháng thể chống lại HIV trong người. Do cha mẹ các bé là người có HIV, nên từ khi còn là bào thai, cơ thể các em đã có cơ chế phòng vệ. Một phần nữa là do sự trợ giúp của các phác đồ điều trị, nên hai bé đã chiến thắng HIV. Theo y văn thì những trường hợp như hai bé không phải là quá hiếm. Chỉ ngay ở trung tâm này cũng đã có nhiều bé như vậy. Bé Vân, bé Văn và bé Dũng cũng đã có một cuộc sống như bao trẻ em khác. Sau khi xét nghiệm âm tính thì chúng tôi sẽ phải chuyển đi. Và chuyển đi thì cho con nuôi hoặc là về các cái trung tâm nuôi dưỡng của cô ấy, thì đều 6 tháng sau người ta phản hồi lại là sức khỏe, tình trạng của cháu rất là tốt, phát triển rất là bình thường, được học tập và coi như là theo dõi ở các cái trung tâm đó rất là tốt. Theo quy định thì các bé may mắn chiến thắng HIV sẽ được chuyển đi, nhưng khi còn ở đây các mẹ cũng có đề phòng lây nhiễm chéo. Thứ nhất là vì khi trẻ chơi thì là có sự giám sát của mẹ. Thứ hai là về vấn đề mà khi có dịch nó bùng vãi ra phòng chơi thì là cũng phải kịp thời xử lý ngay cái dịch. Cái thứ ba là khi mà trong quá trình vệ sinh thân thể cho trẻ thì mà những cái trẻ bị ngứa ngáy đấy thì ta cũng có cái dụng cụ vệ sinh riêng. Không phải bé sơ sinh có xét nghiệm HIV dương tính nào cũng may mắn như thế. Trong hàng trăm em, trung tâm từng nuôi dưỡng cũng chỉ có chục em như bé Hoa, bé An. Trước đây, ở trung tâm này, nhiều bé chỉ lưu lại trần thế trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng kể từ 2006, các mẹ đã không còn phải đưa tiễn chiếc lá non nào. Sự quan tâm, chăm sóc của các mẹ ở đây cùng với những tiến bộ về y học đã cho các em tuổi thơ. Tất cả các em trong lớp học này đều giống nhau, mang HIV từ lọt lòng. Giờ các em đã lớn. Không có một ẩn ý nào trong khuôn hình này. Đơn giản chỉ là có thể đường đời mà bé Hoa, bé An sẽ đi dài hơn các bạn. Ai cũng có quyền hy vọng. Chuyện của bé Hoa, bé An là một mảng màu tươi sáng trong cuộc sống của người có HIV. Không phải ngẫu nhiên mà những sinh linh đáng yêu này được chào đời. Dù ngắn, dù dài, nhưng thời gian lưu lại nơi dương thế, chắc chắn các em đều có quyền sống một cuộc sống tươi đẹp trong vòng tay nhân ái. Vâng, và đó là nội dung câu chuyện buổi sáng của chúng tôi trong ngày hôm nay. Còn tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, mùng 1 tháng 12. Ngày hôm nay, ga Hà Nội bắt đầu tổ chức bán vé tàu Tết rộng rãi cho hành khách. Theo đó, ga Hà Nội tổ chức bán vé bằng nhiều hình thức như bán vé tại các quầy vé, bán vé qua các đại lý, bán vé lưu động tại các cơ quan đơn vị trường học, bán vé qua điện thoại và đưa vé đến tận nhà miễn phí trong phạm vi dưới 7 km, thu phí dịch vụ đối với cự ly đưa vé từ 7 km trở lên, bán vé qua tin nhắn SMS. Ngày hôm nay, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quận 1 và quận 3. Đây là chương trình thí điểm theo yêu cầu của Tổng cục Thuế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Việc triển khai này tạo nhiều thuận lợi hơn cho khách hàng sử dụng điện với mục đích kinh doanh, khách hàng sử dụng hóa đơn tiền điện điện tử để kê khai thuế qua mạng. Việc không phát hành hóa đơn giấy còn giúp bảo vệ môi trường do lượng giấy mực sử dụng để in ấn hóa đơn được giảm rất nhiều. Với khách hàng không có điều kiện tiếp cận Internet, hàng tháng vẫn nhận được thông báo tiền điện và sau khi đóng tiền sẽ nhận biên nhận.
Ngày hôm nay, hành trình chạy bộ xuyên Việt, Việt Nam End to End Run sẽ bắt đầu diễn ra nhằm gây quỹ từ thiện tại Úc để hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai các dự án từ thiện, đồng thời giới thiệu và quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Hành trình trải dài qua 30 tỉnh và thành phố, bao gồm Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Hà Nam, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang và điểm dừng chân tại Hà Giang. Ngày hôm nay, chung kết người dẫn chương trình truyền hình 2012 sẽ diễn ra với chủ đề Văn hóa Việt Nam giữ gìn bản sắc và giao lưu hội nhập. Trong đêm thi, 8 thí sinh phải tự diễn thuyết, hùng biện trước ban giám khảo về vấn đề mà mình chọn thể hiện. Các thí sinh sẽ phải vượt qua tất cả thử thách trong 2 đêm thi đầu tiên. Sau đó, ban giám khảo sẽ chọn 4 thí sinh đi tiếp vào đêm chung kết xếp hạng. Ngày hôm nay, Ngày hội Sinh thái EcoFarm 2012 sẽ diễn ra tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Đây là dịp để mọi người có thể tìm hiểu những thông tin bổ ích về môi trường, vẽ tranh bảo vệ môi trường, tự tay làm các sản phẩm từ vật liệu tái chế, chia sẻ những kinh nghiệm thực hành tiết kiệm. Ngoài ra, mọi người còn có dịp tham quan mô hình ngôi nhà sinh thái cùng những trò chơi thú vị về môi trường. Ngày hội Sinh thái 2012 là một trong các hoạt động của dự án bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA hỗ trợ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Chuyển sang các tin tức thế giới đáng chú ý trong phần cuộc sống bốn phương. Vào ngày hôm qua, hơn 60 quốc gia thuộc nhóm những người bạn của Syria đã nhóm họp tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản để thảo luận về các biện pháp trừng phạt dành cho Syria. Bên cạnh đó, nhóm này cùng tìm kiếm các giải pháp mới để khôi phục lại Syria sau khi bạo lực kết thúc. Đây là phiên họp thứ 5 bàn về tương lai của Syria trong 7 tháng qua mà 60 quốc gia này đã tham dự, được tổ chức dưới sự đề xuất của chính phủ Nhật Bản. Hai quốc gia đồng minh với Syria là Nga và Trung Quốc đã không tham dự cuộc họp này. Dù phải đối mặt với sự phản đối của Bộ Ngoại giao Syria, nhưng cuộc họp vẫn diễn ra theo đúng dự kiến. Nhóm những người bạn của Syria đã bàn luận về các biện pháp trừng phạt để gây áp lực với Tổng thống Bashar al-Assad. Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc đóng băng tài sản của Tổng thống Assad và nhiều nhà lãnh đạo Syria, lệnh cấm vận buôn bán dầu và vũ khí dành cho quốc gia này. Tuy nhiên, các quốc gia vẫn chưa đồng nhất trong việc sử dụng biện pháp nào để khôi phục và tái thiết Syria. Cũng trong ngày hôm qua, một phái đoàn cấp cao Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Lý Kiến Quốc dẫn đầu đã đến Triều Tiên và gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đây là lần đầu tiên ban lãnh đạo mới của Trung Quốc đến Triều Tiên sau Đại hội Đảng 18. Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã khẳng định mối quan hệ khăng khít của Trung Quốc với Triều Tiên trong việc hợp tác tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại. Phái đoàn Trung Quốc cũng hy vọng sẽ có nhiều chuyến viếng thăm đến Triều Tiên trong thời gian tới. Hiện nay, Trung Quốc vẫn là đồng minh lớn nhất của Triều Tiên trên trường quốc tế. Chuyến thăm của ông Lý Kiến Quốc diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng có dấu hiệu chuẩn bị thực hiện một vụ phóng tên lửa tầm xa mới. Sau cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Lý Kiến Quốc đã rời Bình Nhưỡng để tiếp tục chuyến công du ba nước với chặng dừng chân tiếp theo là Lào và Việt Nam. 대표단 성원들은 저중 친선이 강화발 Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là chương trình tăng thuế và cắt giảm chi tiêu mạnh ở Mỹ bắt đầu có hiệu lực. Do vậy, Tổng thống Barack Obama đã đề xuất việc tăng thuế lên 1.600 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm tới như một giải pháp nhằm giúp nước Mỹ tránh va vào vách đá tài chính. Tuy nhiên, đề xuất này ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phe Cộng hòa khi cho rằng điều này là hoàn toàn vô lý. Theo nhận định của nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Boehner, đề xuất trên của chính phủ Tổng thống Obama là thiếu cân bằng và phi thực tế khi yêu cầu tăng thuế lên 1.600 tỷ đô la Mỹ để đổi lại việc cắt giảm chi tiêu chỉ là 400 tỷ đô la Mỹ sau đó. Chúng ta không thể phát triển được nền kinh tế nếu tiếp tục tăng thuế. Hiện nay, các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và Quốc hội trong hơn 2 tuần qua nhằm đạt được một thỏa thuận về chính sách tài chính và thuế vẫn chưa đạt được bước tiến nào. Mâu thuẫn chủ yếu giữa Nhà Trắng và phe Dân Chủ với phe Cộng Hòa là cắt giảm chi tiêu ngân sách phải đồng thời với việc tăng hoặc giảm thuế thu nhập cho người dân. Nhà Trắng và phe Dân Chủ kiên quyết đòi phải tăng thuế đối với thiểu số 2%, những người giàu có nhất nước Mỹ, trong khi các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội vẫn tuyên bố sẽ bác bỏ mọi đề xuất, bao gồm việc tăng thuế đối với tầng lớp thượng lưu. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama hy vọng Quốc hội có thể đạt được thỏa thuận để tránh được tình trạng thâm hụt ngân sách trước Giáng sinh. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là phải đưa ra được một thỏa thuận. Điều này sẽ có lợi cho nền kinh tế và tương lai của đất nước. Các nhà phân tích kinh tế cho rằng, nếu giới chức chính trị không nhất trí được với nhau, thì hàng chục triệu người lao động Mỹ sẽ phải đóng thêm 2.200 đô la Mỹ tiền thuế khi đạo luật giảm thuế thu nhập áp dụng từ thời Tổng thống George Bush hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 tới.
giống như bao bé trai khác trên thế giới, cậu bé Nhật Bản Koro Kurata lớn lên với những bộ phim giả tưởng về robot trong tương lai, với ước mơ rằng một ngày có thể điều khiển được chúng. Bây giờ khi đã trở thành một nghệ sĩ ngoài 30 tuổi, Kurata đã biến giấc mơ thơ ấu của mình trở thành hiện thực với việc cho ra đời của một chú robot khổng lồ. Chú robot mang tên Kuratas nặng 4 tấn, cao tới 4 mét và là một cỗ máy khổng lồ màu bạc được thiết kế với buồng lái ngồi trong và được điều khiển bằng tay. Hai cánh tay của chú robot này có thể cử động lên xuống và phóng đi với tốc độ lên tới 10 km/h. Bằng việc thực hiện ước mơ của mình, tôi hy vọng đây sẽ là một sự tiên phong cho những người khao khát và muốn làm nên sự khác biệt. Họ có thể tạo ra một xã hội nơi sử dụng robot theo cách mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Đó là điều tôi mong đợi từ việc chế tạo Kuratas hơn là bản thân con robot này. Thiết kế robot của anh Kurata được trang bị một hệ thống vận hành cho phép người điều khiển có thể kiểm soát trực tiếp bằng một chiếc điện thoại iPhone. Không chỉ vậy, Kuratas còn được gắn một khẩu súng có thể bắn chai nhựa và đạn nhựa thông qua hệ thống ngắm kích hoạt bằng nụ cười của người điều khiển. Phải mất 2 năm, anh Kurata mới từ một bản thiết kế giản đơn ban đầu chế tạo thành một con robot khổng lồ với những thay đổi phụ từ sơn màu đến chỗ đựng nước. Mẫu đơn giản nhất của Kuratas được treo giá 110 triệu yên, tương đương với 1,3 triệu đô la Mỹ. Một công ty ở Siberia, nước Nga vừa tung ra một túi dụng cụ sinh tồn dành cho những người lo sợ rằng ngày tận thế sẽ xảy ra vào ngày 21 tháng 12 tới. Mặc dù không thể giúp chủ sở hữu cầm cự lâu hơn nếu ngày cuối cùng của thế giới thật sự xảy đến, bộ dụng cụ vẫn được xem là một món quà Giáng sinh vui vẻ. Bộ sản phẩm của công ty tổ chức đám cưới ở Tomsk, miền Tây Siberia, bao gồm thuốc tim mạch, xà phòng, nến, diêm, một hộp cá, một gói bột kiểu mạch, chai vodka, sổ và bút chì, và một sợi dây thừng. Ngoài ra, bộ dụng cụ còn có một thẻ chứng minh thư trống để chủ nhân tự viết tay trong trường hợp những giấy tờ của họ biến mất vào ngày tận thế. Một hộp băng vết thương. Và cuối cùng, không thể thiếu được than hoạt tính, phòng trường hợp thời tiết giá rét. Bộ sản phẩm này ngay lập tức thu hút một sự chú ý lớn và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều nhau. Tôi thấy chai rượu vodka thật ngớ ngẩn, thức ăn hay những thứ tương tự đều vô dụng trong trường hợp tất cả chúng ta đều phải chết. Nếu được chọn, tôi sẽ mang một tấm ga trải giường và một đôi giày mới. Tôi và chồng rất thích đi du lịch. Chúng tôi luôn dự trữ bột cừu mạch và thịt bò đóng hộp trong tủ lạnh. Tôi đoán đó là tất cả những gì chúng tôi cần và tất nhiên không thể thiếu nước rồi. Bộ sản phẩm có giá khoảng 28 đô la Mỹ. Đài truyền hình Russia Today của Nga dẫn lời phát ngôn viên của công ty Siberia cho biết hiện đã có hơn 1.000 bộ dụng cụ được bán ra và ngày càng được bán chạy vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, người Nga không phải là người đầu tiên nghĩ ra hình thức kinh doanh này. Một công ty Mexico cũng ra mắt một bộ sản phẩm tương tự hồi tháng 4, trong đó bao gồm một con dao, nước, sô-cô-la và rượu của người Mea. Sau bão Sandy, cuộc sống của người dân Mỹ tại nhiều khu vực ở bang New Jersey và New York vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, những nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi siêu bão này đã không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh một doanh nhân giấu tên đi tặng tiền cho mọi người nhân dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Và người dân ở đây đã trìu mến gọi doanh nhân này là ông già Noel bí mật. Đó là ý tưởng của một doanh nhân đến từ thành phố Kansas. Ông đã đến gặp những cư dân trên đảo Staten, một quận của thành phố New York, và đặt vào tay những nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi bão Sandy những tờ 100 đô la Mỹ. Tôi không thể tin được rằng lại có một người hào phóng đến như vậy. Chúng tôi đang rất khó khăn. Với nhiều người, 100 đô la Mỹ không mua được nhiều thứ, nhưng chúng tôi lại có thể mua được thực phẩm sống trong vài ngày với số tiền này. Tôi quá xúc động khi nhận được số tiền này. Tôi tin rằng sẽ còn nhiều người hào phóng giống như ông già Noel bí mật này. Giám sát kỹ quá trình phân phát tiền của ông già Noel là đội an ninh, bao gồm những sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục đến từ New York và New Jersey, cùng các nhân viên FBI đến từ các bang khác nhau. Nhóm của ông già Noel phải chọn những địa điểm dừng một cách cẩn thận, tránh phát tiền ở ngoài trời, do lo ngại đám đông tập trung khi nghe tin có người tặng tiền. Ông già Noel bí mật không tiết lộ tên, cũng không cho phóng viên chụp ảnh mặt. Ông cho biết, ông đã đến phát tiền ở các thành phố trên khắp nước Mỹ, từ San Diego tới Chicago, rồi Charlotte ở Bắc Carolina. Ông ngưỡng mộ tỷ phú Warren Buffett vì công việc từ thiện và hy vọng sẽ phân phát hết tiền trước khi qua đời.
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các bản tin tiếp theo.